Hello, xin chào đại gia đình thân yêu của du lịch Minh Quý. Hôm nay Minh Quý sẽ đưa bà con mình tham quan bảo tàng thế giới cà phê. Nào, chúng ta cùng đi ha. Yeah.
cha. Chỗ này mà không chạp là nguy hiểm. Là uổng lắm á. Dạ. Luôn ra nó ra anh đi chỉnh ha. Yeah.
đây quý vị mình đây sắp làm còn lưu giữ ở đây của chú Đặng Lê Nguyên Vũ tổ khách ở đây đồ cổ có đồ mới nha, đồ mới còn đây là đồ cổ tâm huyết của người dân tộc ở trên bình thường nhé. Ngày xưa là trước khi mà ra một chút xương tất cả là một thứ thì cái người dân tộc họ chỉ lấy nguyên thân vũ hay là ta được làm cảnh là thấy là ngoài để làm cái xương như vậy chứ chỉ còn lại là những cái xương mình gắp ở tụi mình, cái này là một chút ít nguyên khúc gỗ to được phải làm thành xương ra không phải có một hình. Đây là đặt là đất đặt màu thấy á. Ở đây nữa hả? Thôi thôi đi. Để nữa vui ra hả? Ha 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 ha. Rồi đó, em chụp ra cho chú này. Rồi. Rồi chụp ra chút ra chút ra quay. Rồi. Tại cái màn hình cô ấy rất là rộng. Là khi chụp hình mình đứng xa xa nữa. Rồi. Rồi, còn ai nữa không? Rồi. Rồi. Cái hồi xưa họ ra cầm rất là nhiều cái công phu còn cao lắm. Cái người mọc hồi xưa là lần mình còn gọi là nặng tay chứ không phải là bây giờ họ ra bằng máy móc lắm. Còn anh gỡ to thì to, họ mới làm ra để tập trung chấm. Rồi, rồi mình chuyển qua đây có ai muốn lên trên không? Lên trên thì cũng vậy thôi, cứ lên sàn thôi. Dạ dạ, thẳng tay mình bấm tay lên. Dạ. Dạ. Rồi. Đây, vô nguyên đoạn luôn đi, vô nguyên đoạn luôn đi. Thích kìa, ẩm mà. Dạ, mê, đứng ngắm vậy.
gọi là đồ cổ. Mình giữ treo bên đây cho mình lấy nha. Giờ cái sử dụng ấm pha cà phê và mát cái cà phê, sấy cà phê. Đó. Được luôn. Nhưng mà nhanh nhanh giùm em. Rồi.
chúng ta luôn bà con ơi. Chưa. Rồi. Anh Đông. Giờ đây anh Đông. Giờ mẹ không dòm dòm tới lũ không à. Rồi. Nguyên cái bát lên rồi chạy. Rồi, dính luôn. Rồi. Đâu có thấy cái mặt. Rồi. Rồi. Dạ. Dạ, để em pha cà phê cho bà con mình uống nha. Gì mà nhăn gì vậy? Ngon dở luôn nha. Uống sữa không đen hả? Có một đá bự này lấy không? Năm. Lấy đá không? Giờ giờ đây chụp hình cái nè, giờ đây chụp hình cái nè. Giờ đây nè. Trời ơi, con mê ăn mê mò mê mò không kể ai chứ. Hai bà đó, bà năm, bà ba này nè. Chưa người đứng thì chỗ đó chụp hình cho đẹp. Ở đó cạnh á. Cảm thấy thành dơm lên đây. Thầy thành dơm lên đây. Đó, ừ. Đó, ừ. Đó, ừ. Chị hai vô luôn chị hai. Đó, ừ. Đây, dơm đây, dơm đây, dơm đây. Đó, ừ. Là bỏ đó. À. Trời ơi, làm gì đuổi ngép lắm chị Dân ra đây. Đó, rồi. Bây giờ chờ đi, lát chú em nha. Nó quay ra đây. Đau đau rồi sao? Chạy nhưng mà tiểu đường em thua nhưng ngu đây đó. Chị vô. Ờ, vô nhà tắm không hồi tiểu đường. Có, mấy ngày trước bị tiểu đường cái đó. Ủa bên mình hai chưa có bên anh có cà phê chưa? Ủa vậy là còn hai ở trên. Đây đây dẹp đây dẹp đây rồi. Dẹp cửa để lấy xa luôn nè. Rồi vậy. Còn cháu lên thang thôi lại cũng có. Còn, ừ, rồi để ra.
lại, giơ tay, giơ tay. Gửi lên. Rồi. Rồi, giơ tay, giơ tay, giơ tay. Dạ. Rồi. Dạ. Có ông lão nữa rồi, của mình không nè. Rồi. Ủa bên nè. Bên bạn mình còn ai chú uống cà phê vậy? Cô chú uống hả? Sao còn đưa cà phê ta? Dạ, cô uống không? Dạ, rồi rồi, thoát. Lại đây uống, lại lấy, lại lấy. Lấy cho ngoại luôn. Vậy hả? Cô uống chưa? Thì cô lại lấy. Lấy cho bà ngoại luôn. Quả đang hả chị? Hay là ba? Quả đang hả ba? Ủa mình nhìn dễ. Ủa chị nói gì? Đó con. Ủa cô đây đâu vậy? Cô pha cà phê. À còn là ba chưa pha chưa? Chưa chưa còn 5 ly. Để chờ chút vậy chị nói gì đó. Chị có chưa? Hướng dẫn
Rồi. Cô Tư. Rồi. Để lên đây ngồi nè quý vị. Ghế này ngồi đẹp hơn nè. Ghế này ngồi đẹp hơn nè. Đó, ừ, ngồi ngã ra, ngã lưng ra. Ngã lưng ra. Ừ, đó. Rồi. Tôi nghĩ mình đâm giọt khăn chậm chạp ăn dành thôi. Lẹ lên rồi khăn chậm lên rồi đó ừ đó rồi rồi đó thấy rộng lắm làm ra em ghi hình lại luôn. Đây là phương tiện nè đó là ý tưởng này nè khắc giọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại. Rồi. Dạ, giờ đi ra, anh đi lên đường nào. Anh ra đó chưa? Anh ra đó chưa? Rồi phải không? Rồi nha. Rồi. Trước góc độ nào cũng có hình như chụp trên á. Dạ, anh lên chưa? Lên rồi ha. Rồi. Rồi đi bà Tân ơi. Tới đó chúng ta tham quan. Dạ. Đi đi không? Đi. Này các ơi, hỏi em nè. Quay lại làm kiểu là chụp liền. Rồi. Đẹp vui ghê ông trời ơi. Cảnh đẹp nè, cảnh này đẹp nè. Cảnh này đi đẹp cực kỳ luôn. Dạ, em đang quay. Rồi, đang quay. Đi luôn đi, chút xíu quay lại hả? Không được. Anh lên không cho, thật sự ngộ. Lại tới đây là hết rồi nè. Lại tới đây chụp hình đẹp lắm. Dìm đây nghe bà con ơi. Rồi đứng nguyên, xích lại đây. Rồi. Đứng nguyên đoạn mình luôn. Chích lại. Hát luôn. Lên luôn nhá. Gạch. Đi nhờ gai chụp luôn. Đang đi thang máy. Rồi.
Nắng cháy gì đâu, đâu nắng cháy.